Mua nhà để ổn định chỗ ở là mong muốn của bất kỳ ai, nhất là đối với những bạn trẻ mới lập gia đình, nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, ở những thành phố lớn, đông đúc dân cư, giá nhà đất luôn trong tình trạng cao, việc sở hữu một ngôi nhà trở thành bài toán khó giải với nhiều người. Thật sự ra nói với vấn đề mà mua nhà, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì so với cái đồng lương của tôi là khoảng 10 triệu một tháng đổ lại, thì với cái số tiền đó thì rất khó để mà mua được một căn nhà ở đây. Nếu như mà muốn mua được thì có thể là phải là 20 triệu một tháng hoặc là hơn nữa. Tôi nghĩ là chuyện mua nhà thì quá khó khăn đối với tôi. Tại vì sau 5 năm đi làm việc thì tôi không có để dành được một chút xíu nào để mà mua nhà hết. Tôi nghĩ là nếu mà sau này có những cái may mắn nào như là tiền cho gia đình cho, hoặc là có mình lập gia đình, có chồng con, thì lúc đó mình có thể để dành cùng với chồng của mình. Thì may ra thì có thể. Quý vị thân mến, mua nhà ổn định chỗ ở là mục tiêu lớn nhiều người đang theo đuổi. Với những chính sách hỗ trợ từ nhà nước như gói 30.000 tỷ, gói 6.000 tỷ và sự xuất hiện của nhiều dự án căn hộ giá rẻ, cơ hội mua nhà đã được mở rộng hơn. Mua nhà như thế nào khi thu nhập trung bình là đề tài mà chúng ta sẽ trao đổi ngày hôm nay cùng với chuyên gia tài chính Đoàn Đức Minh. Rất cảm ơn anh Đức Minh đã dành thời gian để đến với chương trình. Anh Đức Minh thân mến, khi mà chúng ta ở trong những thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, thì thường chúng ta được nói rằng cái việc mua nhà dường như là điều không tưởng nếu như chúng ta chỉ có thu nhập dưới 20 triệu đồng một tháng. Anh nghĩ sao ạ? Theo quan điểm riêng của tôi thì nếu mà nói như vậy thì thứ nhất là hơi thiếu lạc quan tí. Thứ hai thì cái thu nhập nó không nói vấn đề là mua được hay không. Thu nhập chỉ là một phần rất là nhỏ trong kế hoạch tài chính cá nhân của mọi người. Vâng. Và cái thứ ba là các bạn có tính cam kết rất là cao về kế hoạch của mình, một quyết tâm thật sự để khi muốn mua một cái nhà. Thì mình nghĩ ba điểm đó là vấn đề mình suy nghĩ là thu nhập có ảnh hưởng việc mua nhà hay không. Theo như anh nói thì một người có thu nhập dưới 20 triệu cũng hoàn toàn có khả năng mua nhà nếu như có thể đặt ra được một kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý, đúng không ạ? Dạ, đúng. Vậy bây giờ đưa ra một ví dụ cụ thể là một người trẻ có thu nhập khoảng 15 triệu đồng một tháng đi. Dạ, vâng. Và anh ta muốn mua một ngôi nhà trong vòng 5 năm tới thì anh ta nên có một kế hoạch như thế nào? Thì trước tiên thì tôi cũng xin chia sẻ là không bao giờ có đáp số chung cho tất cả mọi người lương 15 triệu. Nhưng mà tôi chia sẻ một cách cơ bản nhất về để mọi người tham khảo. Thì trước tiên về kế hoạch tài chính cá nhân thì chúng ta sẽ chia làm ngắn hạn và dài hạn. Ở đây dài hạn là việc mua nhà trong 5 năm. Và ngắn hạn là những cái việc mình cố định, mình ổn định cuộc sống cá nhân của mình. Thì ngắn hạn sẽ gồm khoảng cố định nè, sinh hoạt nè, giao tiếp nè, giải trí và dự phòng. Thì quay ngược lại bài toán 15 triệu thì mình sẽ có một cái tỷ lệ tham khảo cho các bạn. Thứ nhất là mình trích ra tiền để mình mua nhà là mình trích 20%. Cứ lấy 15 triệu nhân 20% là 3 triệu để dành để mua nhà. Sau đó mình trích 10% dự phòng cho những cái khoản mà phát sinh đột xuất á, mình trích 10% là còn 1 triệu rưỡi. Vấn đề cố định là 30%, sinh hoạt là 20%, giải trí là 10%, giao tiếp 10%. Thì có nghĩa là với cái số tích cơ bản như vậy thì các bạn cố gắng các bạn gói ghém vào trong cái khoản đó là về cái ngắn hạn. Còn về dài hạn, quay lại việc mua nhà, 3 triệu hàng tháng thì một năm được 36 triệu và 5 năm được 180 triệu. Đó là việc bạn lấy được 3 triệu bằng cất ở nhà, không đem gửi tiết kiệm, cứ bao nhiêu tiền bỏ nhà hết. Nhưng nếu bạn suy nghĩ vấn đề mình lấy tiền đó mình gửi tiết kiệm thì tính toán một cách cơ bản nhất với lãi suất khoảng 6% một năm về gửi tiết kiệm thì mình nghĩ là sau 5 năm bạn được 185 triệu để dành để mua căn nhà bạn mong muốn. Như vậy là sau 5 năm trong trường hợp lấy được 3 triệu cho vào ngân hàng thì mình sẽ kiếm được khoảng 185 triệu. Thế theo như anh thì với 185 triệu thì thật ra mình đã mua được cái gì đâu? Thì đó là vấn đề mà mình tích lũy. Bước tiếp theo là mình sẽ, tại vì hiện tại tất cả ngân hàng đều chính sách là hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn nhà. Có nghĩa là bạn có 30%, ngân hàng hỗ trợ 70%. Bây giờ làm bài toán ngược lại, mình lấy 180 triệu thôi, mình chia lại cho 30% thì mình có thể mua được căn nhà khoảng 600 triệu. Ngân hàng cho mình vay 420 triệu, mình có 180 triệu. Đó là bài toán cơ bản nhất với mọi người. Còn 600 mua được cái gì thì các bạn hỏi bên chuyên gia bất động sản, họ sẽ tư vấn bạn kỹ hơn. Như vậy là với mức thu nhập như vậy thì cứ cho rằng trong 5 năm với bằng hình thức mua nhà trả góp thì anh ta có thể mua được một căn nhà cỡ khoảng 600 triệu trên hoặc dưới. Thật ra thì phương pháp mua nhà trả góp cũng được nhiều người áp dụng hiện nay. Với đặc biệt là những người có thu nhập mà thấp hoặc trung bình. Theo như anh thì để có thể giữ được mức an toàn cho thu nhập cá nhân thì một người nên mua một căn nhà trả góp với số tiền trả góp ứng với bao nhiêu phần trăm của tổng giá trị căn nhà? Nãy mình có nói là cái chính sách ngân hàng là cho tối đa 70%. Vâng. Nhưng với tính toán của mình á, những cái bạn nào mà vay
khoảng 50% trở lại á, mượn hàng 50% lại thì cái khả năng mà an toàn tài chính vẫn là cao nhất. Vâng. Các bạn vay quá số 50% thì khả năng trong vấn đề dài hạn, bằng việc vay ngân hàng là 5 năm, 10 năm, 15 năm để mua nhà, đường dài rất là xa. Vâng. Nếu bạn không cam kết đủ, bạn không đủ mạnh để bạn kiểm soát mọi thứ thì rất là dễ là xảy ra vấn đề là vỡ kế hoạch tài chính cá nhân. Do đó con số ông đưa ra là 50% khi vay ngân hàng. Như anh Đức Minh ơi, nếu như trong trường hợp người ta dù đã cố gắng lắm rồi nhưng mà vẫn bắt buộc phải mua căn nhà với mức trả góp vượt quá 50% an toàn mà anh vừa đề ra thì trong trường hợp đó họ cần phải có những lưu ý gì không? Thường là người ta hay tâm lý là nhà chọn người chứ người không chọn nhà. Gặp được căn hộ đó mà nếu mà quá vừa ý rồi là quyết tâm phải mua cho được thì mình cũng rất là thông cảm với cái quan điểm đó. Nhưng mà nếu các bạn đã muốn mua mà vượt 50% đó thì mình cách là mình cố gắng mình tăng thu nhập của mình. Tại vì cái khoản để mình đưa ra đó là đã siết rất là chặt rồi, không thể nào giảm chi tiêu được. Bây giờ bằng cách là phải tăng cái thu nhập, bằng cách nhất là bạn có thể làm thêm dự án hay là hỗ trợ thêm cho một số cái bạn tư vấn gì đó hay là buôn bán online, thì tốt nhất, quan trọng nhất là cố gắng tăng thu nhập để mình có thể mình đạt được cái mong muốn căn nhà mà mình đang cố gắng mình mua. Về kinh nghiệm tích lũy để có thể mua nhà đối với những người có thu nhập trung bình thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của người thật việc thật sau đây. Cách đây một năm, tôi có mua được một căn hộ trả góp ở quận 12 đường Phan Văn Hớn. Thì đối với tôi thì một người làm việc thu nhập cũng trung bình, nên cái số tiền tích lũy trong 10 năm mình cũng dành dụng được 200 mấy triệu. Thì 200 mấy triệu nó mình không có đủ để mua được một căn nhà 700 triệu. Thì sẵn có một cái gói trả góp mua nhà của nhà nước tài trợ 30.000 tỷ cho những người thu nhập thấp. Thì sẵn điều kiện tốt này thì tôi đã trả trước 200 mấy và vay của ngân hàng 70% còn lại. Thì cái điều kiện này rất là tốt đối với tôi. Một tháng tôi thu nhập cỡ 15 triệu. Thì trong 15 triệu đó tôi sẽ kế hoạch là trả nợ tiền cho ngân hàng tháng chỉ có là 4 triệu 2. Và tiền lãi suất trong đó cũng tính là chỉ có là 5%. Lãi suất rất thấp để tôi rất là dễ để mà trả được. Rồi số tiền còn lại thì chi tiêu tôi thì mới trả được một năm, còn thời gian tới 14 năm thì thời gian rất là dài. Thì kế hoạch tài chính của tôi á, thì trong cái số tiền hàng tháng, cái lương thu nhập của tôi thì tôi đã chích ra để trả góp tiền nhà hàng tháng. Thì trong cái tương lai tôi sẽ kế hoạch làm những công việc gì thêm để dư ra. Rồi cái phần đó là để kế hoạch để lập gia đình sau này. Tôi có ý định mua nhà cách đây 5-6 năm và có cái ý thức là mình phải để dành cái số tiền bao nhiêu đó để mua nhà. Nhưng mà trong những cái năm qua thì cái số tiền lương thu nhập của tôi nó chỉ khoảng 12-13 triệu. Và sau này thì được 14-15 triệu. Thì mỗi tháng tôi cũng chỉ tích lũy được khoảng 3-4 triệu. Thì trong những năm qua thì tôi đã tích được khoảng hơn 200. Thì vừa rồi ấy, mình cũng có đi tìm hiểu một số căn hộ chung cư ấy, thì cũng có những cái căn hộ chung cư thích hợp với số tiền mà mình đang có. Ví dụ như ở dưới Bình Dương ấy, thì một căn chỉ khoảng hơn 500, thì mình có thể trả góp mỗi tháng khoảng trên 4 triệu. Thế nhưng mà mình suy nghĩ lại vì cái điều kiện mà xa xôi, tôi không có thuận tiện để đi làm với cho con đi học, cho nên bây giờ tôi quyết định mua một căn hộ gần trung tâm hơn, chắc khoảng 800 triệu. Và cái số tiền của tôi đang có thì không đủ, cho nên tôi phải mượn thêm gia đình mỗi người một ít. Còn số còn lại tôi sẽ mượn ngân hàng và tôi xin trả góp trong vòng 10 năm. Cũng có nhiều người thu nhập không đủ để mà có thể đặt ra được một khoản dự phòng như vậy. Rồi khoản tích lũy từ trước cũng không có. Thì họ nghĩ đến chuyện sẽ vay người thân chẳng hạn, vay người nhà chẳng hạn để mà có thể có được số tiền cần phải nộp ban đầu rồi sau đó sẽ trả góp dần dần. Thì anh thấy sao về phương pháp này? Đối với phương pháp mà mượn người thân đó, thì đối với góc độ riêng của mình đó, mình vẫn đánh giá đó là một phương pháp hiệu quả. Vì sao? Thứ nhất đó, là vay mượn từ người thân bạn bè đó, thì thứ nhất là lãi suất nó sẽ thấp hơn ngân hàng, điều thứ nhất. Thứ hai là cái hồ sơ giấy tờ cũng sẽ bớt rườm rà hơn, hay nói là sẽ đơn giản hơn. Và thứ ba phải có là cái uy tín cá nhân của bạn. Bạn bè người thân nhìn bạn có uy tín họ mới cho bạn mượn, thì bạn có thể hiện được bạn rất là uy tín trong cái xã hội này thì bạn mượn được tiền. Nhưng ngược lại cũng có điểm hơi bị, bạn nên cân nhắc khi mượn người thân đó, tại vì chúng ta không có cam kết hợp đồng, có nghĩa là một số người thân họ có cần việc đột xuất, họ cần hoặc lấy lại tiền,
thì bạn phải trả tiền cho họ trong khoảng thời gian trước cái thời hạn mà họ hai bên cam kết. Ví dụ bạn người nhà bạn cho bạn mượn 3 năm nhưng mà tới năm rưỡi họ cần tiền, họ quá gấp, họ cần họ đòi lại thì bạn phải tìm cách bạn trả. Thì quay lại cái bài toán này lại mình chia sẻ với Phương Mai, có nghĩa là 10% dự phòng. Nếu mà chúng ta gặp trường hợp xấu đó thì chúng ta lấy 10% chúng ta trả trước cho cái người thân chúng ta để xoay sở trong giai đoạn đó, sau đó chúng ta tính tiếp bài toán như thế nào cho hợp lý. Anh thân mến, khi mà chúng ta mua nhà thì rõ ràng là nhà không phải là nơi để chúng ta ở không. Yeah. Nhà cũng là một khối tài sản rất là lớn. Nhiều người thì người ta chỉ có một căn nhà thôi trong cả cuộc đời. Thế thành ra khi mà phải lựa chọn giữa mua một căn nhà ở vùng ven hay là một căn chung cư ở trong trung tâm thành phố. Thế bây giờ nếu như anh là người phải lựa chọn thì anh sẽ nghiêng về bên nào hơn? Thì không phải mình Minh mà tất cả những bạn trẻ khi mua nhà là họ chia hai trường phái đặt rồi luôn, 50-50. Vâng. 50 là rất mua căn hộ, 50 thích mua nhà. Nhưng mà mình quay lại một tí mình xem coi bây giờ mục đích sử dụng mình là gì và mình dùng những lợi ích mình mang lại là cái gì thì mình mới suy nghĩ là mình nên mua cái căn hộ hay là cái nhà. Mình nói ví dụ như bạn mua căn hộ được các bạn rất là nhiều tiện ích, dọn dẹp, vệ sinh, bảo vệ, tất cả rất là an toàn. Đó là lợi ích đem lại cho bạn. Nhưng mục đích một số người khi mua nhà họ muốn tích lũy để đó là một tài sản sau này họ bán ra. Nhưng mà về góc độ kinh tế thì tôi vẫn thấy cái góc độ mà mua nhà nó vẫn là cái góc độ mà kinh tế lợi nhuận. Tại vì sao? Tại vì nhà đất á, thì nó chỉ có cố định như vậy nhưng mà cái số dân thì ngày càng tăng lên. Thì đất không thể nở ra được thì chắc chắn giá trị sẽ tăng trong tương lai, thì mua nhà để tích lũy làm phát triển tài sản vẫn là cái hướng hiệu quả. Vâng, Phương Mai cũng nghe được nhiều người chia sẻ là thà họ tích lũy một số tiền thật lớn để có thể mua được một miếng đất dù nhỏ, dù ở vùng ven, nhưng mà vẫn cảm thấy xứng đáng hơn là mua một căn hộ chung cư. Và ngoài ra thì họ cũng có chia sẻ một số quan ngại, ví dụ như là khi mà mua một căn hộ chung cư đang ở đất dự án chẳng hạn. Thì điều gì có thể đảm bảo rằng căn hộ chung cư này sẽ được hoàn thành đúng tiến độ? Vì thực tế chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều trường hợp những căn hộ chung cư bị đình chỉ cho đến tận nhiều năm sau. Vậy thì trong những trường hợp này, với những người đã lỡ đặt tiền để mà mua những căn hộ chung cư này rồi thì họ phải có những biện pháp như thế nào để có thể bảo vệ được chính mình? Thì về cái vấn đề mà chậm tiến độ đó, thì nói chung là đừng có nói chủ quan hay khách quan của ai hết. Nhưng mà nếu mà đã chậm tiến độ rồi thì cả hai bên đều sẽ thiệt hại, từ chủ đầu tư đến người mua nhà. Do đó cái lời khuyên mình hay khuyên nhất các bạn là khi mà mình đã muốn mua một cái dự án nào đó thì cố gắng xin cái hợp đồng mua bán căn hộ để mình xem cho kỹ. Và điều khoản quan trọng nhất không phải điều khoản giá cả mà điều khoản là chủ đầu tư giao nhà trễ hạn. Điều khoản rất là quan trọng. Nếu họ giao trễ hạn trong 3 tháng họ phải trả lại bằng bao nhiêu, 6 tháng bao nhiêu, bạn phải hỏi rất là kỹ vấn đề đó. Nếu mình không rành, thứ nhất mình hỏi các bạn tư vấn bất động sản cho mình. Thứ hai hỏi những bạn nào am hiểu về pháp lý để coi cái hợp đồng trước khi đặt bút ký là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu mà đã lỡ mà đã mua rồi thì cố gắng mình xem là cái độ uy tín của chủ đầu tư và cái coi có ngân hàng đang hỗ trợ dự án này không. Tại theo mình biết một số dự án nếu mà chủ đầu tư giao nhà chậm á, thì ngân hàng sẽ đứng ra bảo lãnh và trả tiền lãi phạt đó cho cái nhà, cái người đi mua nhà, thì đó là cách bảo vệ mình an toàn nhất. Vâng, rõ ràng là khi mà đặt tiền xuống để mua một căn nhà, một tài sản vô cùng có giá trị thì ít ai có thể tự mình làm mọi việc được. Tốt nhất là nên nhờ cậy đến các chuyên gia tư vấn, đúng không ạ? Những lưu ý với lãi suất vay ưu đãi khi mua nhà. Chính sách hiện nay của các ngân hàng đều là hỗ trợ lãi suất thấp dưới 10% trong 12 tháng đầu tiên. Khi hết thời hạn ưu đãi, thường là từ năm thứ 2 trở đi, các ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất theo thị trường. Mức lãi suất cho các gói vay ưu đãi còn được tính toán phù hợp với thời hạn từ khoản vay. Nếu khách hàng ký hợp đồng vay dài hạn nhưng lại trả nợ gốc trước hạn thì sẽ phải đóng thêm một khoản phí nhất định, thông thường là từ 1 đến 5% số tiền trả nợ trước hạn. Với một số dự án có sự hợp tác chung giữa chủ đầu tư và các ngân hàng, nếu khách hàng tham gia vay của chính các ngân hàng đã liên kết này thì sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn các ngân hàng khác. Vậy bây giờ để gút lại thì với những người có thu nhập dưới trung bình hoặc mức trung bình mà cần mua một căn nhà thì người này nên có một kế hoạch tài chính ra sao ạ? Về kế hoạch tài chính thì chắc chắn tất cả mọi người đều phải có hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Thì mình cũng xin chia sẻ cái nguyên lý thôi, cơ bản nhẹ thôi, nghĩa là mình dùng cái nguồn tài trợ lãi suất thấp đến lãi suất cao. Có nghĩa là nếu mà muốn vay nhà thì mình dùng cái tiền mình tự để dành trước. Lãi suất nghĩa là mình không vay mượn, lãi suất 0%. Cái đó mình mượn người thân, gia đình, bạn bè, lãi suất cũng sẽ cao hơn một chút nhưng mà nó thấp hơn cái ngân hàng thương mại. Kế đến khi mà không mượn, đã mượn được hết tất cả mọi nơi rồi, cuối cùng mình không mượn được nữa thì mình quay qua mình mượn ngân hàng thương mại. Họ sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái phần đó. Đó là phần tài chính trước. Phần thứ hai mình cũng xin chia sẻ về khi mà mình muốn mua nhà về vay trả góp hay vay ngân hàng đó thì mình phải cân đối giữa cái thu nhập của mình và cái tiền mình trả hàng tháng cho ngân hàng. Ví dụ như bạn làm lương 15 triệu hàng tháng thì không bao giờ bạn dùng cái tiền quá 50% là 7 triệu rưỡi để trả cho ngân hàng và những cái phần lãi đó, thì
ảnh hưởng tới tài chính cá nhân. Và cái cuối cùng là bảo đảm cái mức độ an toàn nằm trong 50%, đừng vay vượt quá 50% vì đường dài mình sẽ rất là dễ vỡ cái hoạch tài chính của mình. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh. Dạ, xin mời chị Phương Mai. Quý vị và các bạn thân mến, chia tay với chuyên gia tài chính Đoàn Đức Minh, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với mục tận hưởng cuộc sống và hãy chờ đón xem món quà nào sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.